Xin chào anh em nhé. Hôm nay buổi chiều hôm nay có 3 cái triển khai mới. Mang một cái cuộn cáp 1000 này đi. 3 cái triển khai này thì một thuê bao là nó có khoảng độ 10 m. Có sẵn cái dây của VNPT rồi, dùng luôn cái dây đấy. Hai thuê bao thì nó có sẵn cái dây của Viettel đợt trước lắp rồi, khách hàng bỏ. Đây là một cái thuê bao cũng là đang có dây Viettel rồi, cũng bỏ mất rồi anh em ạ. Bây giờ anh em thay cái nhãn ở ngoài này thôi, thay cái nhãn ở ngoài tủ cáp này thôi. Đây nó đây, vật số 3 à, đúng rồi, vật số 3. Mình sẽ không phải kéo dây thuê bao nữa anh em nhé. Mình sẽ không phải thay cái dây thuê bao nữa. Và mình chỉ việc là thay lại cái thiết bị thôi. Hộp này là hộp 21-15. Check xem đã, xem có đúng cái port này không. Không phải, đây không phải dây nhà họ. Dây nhà họ là dây khác rồi anh em ạ. Trường. Đây là nhà Trường. Bọn này là bọn nhà Trường. Xé cái nhãn lên. Ui, bật mẹ cái nhãn này. Mình không thấy cái nhãn nhà này đâu. Port số 8 à? 8 đây. Đây đây. Vẫn nhầm, vẫn không phải anh ạ. À đây port khác rồi. Diệp. Port số 4, à port số 5 này xem nào. Cái tủ này là tủ 8 anh em nhé. Hôm trước vừa mới lên. Mình BV41. Mình BV41 port số 5. Số 5 này, FP01, tủ 21-15, số cáp 000.
3. Số 3 mới là nó anh em ạ. Mấy cái tủ 8 mà cho thêm cái bộ chia này vào nó rất là khó làm. Đây, họ lắp cái thuê bao mới anh em nhé. Hùng BV341. Bọn này là port số 6. 6 này. À, đây phải là số 8 rồi. 01 tủ 10 21 15 cùng BV314. Một. Anh em mới làm thì anh em nên rút cái đầu coupler ở bên trên này anh em nhé. Anh em đừng có rút ở bên dưới, rút bên dưới là anh em không cẩn thận là nó làm gãy mất cái đầu phát đấy. Đây, dán vào nó rất khó. Buồn nha. Ít mẹ nữa. Ít ba nữa. Tức là ở đây là cái tên Hùng này là có 341 khách hàng rồi anh em ạ. Ở trong cái huyện nhá anh em nhá, trong huyện chứ không phải. À ở đây là tỉnh. Theo tỉnh hay sao? À đây là trên hệ thống Viettel. Phải là 340 mấy khách hàng này. Tên là Hùng rồi. Bùi Văn Hùng nhá. Hùng hay là Hưng hay là gì đấy. Mẹ cái nhãn này. Nhiều lúc bực lắm anh ạ. Trời mà nóng là bực lắm. Cắm vào. Ok, bây giờ anh em chụp ảnh thôi. Ở ngay ngoài hộp này thì anh em phải cập nhật hồ sơ điện tử anh em nhé. Tủ hộp cáp. Anh em vào phần cập nhật hồ sơ đây này. Mình sẽ chụp 3 ảnh. Một ảnh ở trong tủ này, một ảnh ở cái nhãn này. Cái nhãn của tủ cáp này. Một ảnh ở ngoài tủ, ngoài tủ. Chụp cái mã tủ.
đoạn này dây nó hơi lôm côm, anh em bó lại nhá. Anh em cứ bó đoạn này thôi, xong tí anh em kéo kéo bên trên này, anh em kéo. Mấy cái lạt thiết này thì lạt thiết này kém lắm. Mà lạt thiết chỉ được mấy tháng ấy. Ở đây nhiều thuê bao lắm rồi anh em. Tiếp theo đây anh em sẽ đấu nối thuê bao lên nhé. Đấu nối thuê bao lên tránh trường hợp một số cái nhà họ kín ấy, nhà khách hàng họ kín. Họ kín dẫn đến cái tình trạng là mình vào trong nhà là không có sóng 4G. Không có sóng 4G là anh em không đấu nối được, lại phải chạy ra ngoài. Hai mốt mười lăm. Anh em đấu nối thì anh em cứ đấu đấu theo đúng cái tủ cáp này, cái mã tủ cáp này, cái hộp cáp. Đây, tôi sẽ bật để cho anh em thấy. Anh em vào cái công việc triển khai cố định băng rộng này. Xong anh em tìm kiếm cái tên khách hàng đó. Tên Hùng này. Đổi chỗ dấu cộng này anh em đổi thiết bị đi nhá. Mình cầm con gì thì anh em đấu con đấy. Ở đây 421 này, cập nhật này. Đây, xong anh em nhìn cái serial của nó này. 9055 cuối. 9055 cuối. Anh em copy luôn cái dòng này nhá. Đây là chính là cái dòng mà tí nữa mình đăng nhập vào để mình đổi cái tên wifi với mật khẩu wifi. 398 này. 98. Tủ 1121. À đâu, 21 mấy. 2115. Port số 3 anh em ạ. Đây anh em nhá. Vẫn là cái đi qua cái điểm khá là xa. Đấy. Xong rồi tí nữa mình lắp đặt thiết bị ở trong nhà thôi. Cài mật khẩu wifi cho khách hàng, thế là xong. Xong anh em chụp ba cái ảnh nữa. Thứ nhất là ảnh ở cái mặt sau của cái model. Tiếp theo cái tem nhãn. Tiếp theo là cái ảnh mà vị trí lắp đặt. Nhưng mà tí nữa mới em không bảo anh ấy, Supernet nó không bảo gì để anh cầm anh ra trung tâm anh lấy, cứ tưởng đậu bình thường. Có thiết luyến cầm nhưng mà đi lạc hương rồi, tí nữa mới vòng lại mới thay. Anh con anh làm dây lấy làm sẵn rồi mà.
đừng như chim đa đa. Em à, hả? À? Chuyến cho nhà em đây này. Bây giờ cái lớp cái gọi là gọi cao á. À anh đâu? Bữa lắp máy linh báo hiệu á. Xin chào bà. Lên đảo gì đấy? À tôi say lại mấy đứa nghe lớp bơ dùng bơ công ty á. Chuyến này đi cho nó mà mình dùng. Ừ, chuẩn ngay. Hay lắm. Chuyện leo leo. Đợt này nhiều việc đó này. Mua nên bảo hạo. Hay cả nên cả mấy sờ, cả mấy em bác ngay. Ai bấm vậy em? À. Ui. Nằm ơi. Các cái dây chín đi chưa? Cái dây là dây... Dây điện đấy chưa? Dây tivi không? Dây tivi à? À ừ, cách đi chứ. Hảo chín dưới đi. À, em lôi lên trên đi. Đơm lăng nhăng. Đây này là dây nó mới lại nhá bên này rồi. Tâm lọt à. Bớ lắp bớ vay báo hiệu á. Chào qua đối với đi. Mang luyện báo á. Mà thủ với nha. Ờ, số với nha.
hay cho công ty Ian Lolo đây chào. Vâng. Alo. Cái dây này nó không dùng. Đây. Đây bê tông là của anh. Ui, ở cái khối đây này anh này chuyên nghiệp ha, mua đi nó hề la. La nhược lắm vậy. Tất cả. Tất cả loại tương luôn. À à. Anh em đánh công nghiệp rồi này, mấy tay anh bọn anh chế bọn anh lan đi hả? Đấy, lan đi là nó gọn mà. Mà ví dụ mình đạch thì nên là nhiều khi đi lại nó gọi hay thế. Mà cả nên là bắt chụp ảnh cho tới nơi phải là. Bà Luyến cái này chưa có báo lòng nè. Có báo anh. À. Bà Luyến lấy ôm ra thì nó cũng hái. Cho nó đã. Hái và em làm á. À. Ôm tụi công an rồi. Ờ, là cái chi đó. Cái chim về mùi lương ấy. À, chuyển về cái đơn môi trường này, chọn cái đơn công an kinh tế cái này. Cơm em thôi. À đó, em còn xà lập vài đi nữa. Đợt này nó khởi xên nhiều lắm. Vâng, em đâu đấy. Ok, an đi, anh đặt mật khẩu. Chào anh đi. Ngay trước đẩy lên chi rồi? Chưa có đưa đi. Cái trên wifi đó chứ? Trên wifi đồ của mình không à?
Bước 1 đến xám cho. À hỏi làm gì nên cho. Ok, vậy anh đi hay? Ok. À đó. Ok. Mà đến đây hải trai bẩn lắm. À. Có khoảng độ tầm 15 phút thôi. 10-15 phút gì đấy. Bàn giao xong cho khách hàng sử dụng dịch vụ rồi. Ê, bản chất là nó đã có sẵn cái dây rồi, cho nên là chỉ đến để lắp lại cái thiết bị. Cái video xin kết thúc tại đây anh em nhá. Hẹn anh em video tiếp theo thôi.